Xin chào, tôi lại đang giới thiệu các bác một bộ âm ly và radio của Pioneer. Hình thức cực kỳ đẹp và sang trọng, nó mang tính chất sưu tầm là nhiều hơn. Nghe nhạc cũng rất hay, nhưng mà nó sẽ nghe như ở những cái đôi loa nhỏ bass 25 trở xuống nhá. Nó đánh hai đôi loa A và B như AB độc lập. AB độc lập các bác nhá. Tôi đang đấu vào đôi loa chính loa A. Hai cái thớt này thì nó không đồng bộ nhau đâu, vì cái thớt tuner thì nó là I5, như thớt âm ly thì nó là SA7500, nhưng mà nó để với nhau rất hợp luôn hai con này. Thì tôi đo kích thước các bác xem này, nó dài thì chắc là dài 42 thôi, đúng 42 cm này. Bề sâu thì âm ly tầm bao nhiêu đó, tầm 23, còn tuner thì nó mỏng hơn 20. Tôi bán bộ này 3,5 triệu đồng các bác nhé. Mang tính chất sưu tầm, và các bác nào nghe loa nhỏ thì rất hay. Bass 25 trở xuống. Trên âm có chỉnh bass tép, cân loa và các đường vào âm thanh. AUX, tuner, phono tép 1, tép 2, loudlet. 3,5 triệu một bộ. Tôi bắt radio các bác thử xem này. Nghe tiếng nhạc đã. Quay mặt sau trước đã. Còn rất mới nha. Hàng bao nguyên zin nhá. Đây radio đây. Ở đây thứ đập liền. AUX. Nghe radio. Hàng thì tôi ship toàn quốc. Các bác mua hàng thì đặt cọc tôi khoảng 1 đến 2 triệu tôi gửi hàng qua dịch vụ Viettel, hàng mang đến tận nơi, phí vận chuyển người mua phải chịu. Cái này phí vận chuyển chắc tầm hơn 100.000 thôi, vì nó không quá nặng đâu. Nó sẽ bắt được các tần số là 90, 91 và 89 MHz. Đây là đang 89 này. Bắt rất nét luôn nha. Xã hội người hâm mộ thường xuyên đề cập tới diễn viên chính là Noah Centineo và Lana Condor, tên thật là Trần Đồng Lan, cùng với tác phẩm tình cảm chuyển thể từ tiểu thuyết của Jenny. Với hai đồng ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa 14. Với chương trình tình cảm về việc đấy, nó bắt tầm 3 đài các bác nhá. Nói chung là tôi đã nói là mang giá trị sưu tầm là chính. Nên là radio các bác về ai các bác nghe. Hiếm khi nghe các bác. Chưa đảm bảo điều kiện trên quốc hội. Khi trả báo cáo kiểm toán radio quốc bảo hiểm xã hội do được lồng ghép trong báo cáo 3,5 triệu đồng. Vâng, xin cảm ơn. Các hoạt động liên quan đến quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước của bảo hiểm xã hội Văn Phú và đã báo cáo quốc hội. Các bác ở xa mua hàng thì tôi cho số tài khoản. Các bác chuyển tiền vào tài khoản thì tôi sẽ gửi hàng. Các bác đến tận nơi mua hàng. Luật công an nhân dân sửa đổi, trung tâm quận Hà Đông, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại